phản ứng của Messi khi Aguero trêu chọc việc Inter Miami đứng chót bảng MLS miền Đông. Sergio Aguero là người bạn thân thiết và đồng đội cũ của Lionel Messi ở tuyển Argentina. Aguero vừa gửi cho Messi ảnh chụp màn hình cho thấy thành tích tệ hại của Inter Miami ở MLS giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Dù việc Messi đến Inter Miami vẫn chưa chính thức hoàn tất, cựu tiền đạo Manchester City đã trêu chọc bạn thân vì thành tích của câu lạc bộ MLS này. Vừa lọt vào bán kết US Open Cup hôm 7 tháng 6 nhưng Inter Miami đang đứng chót bảng MLS khu vực miền Đông với vỏn vẹn 15 điểm sau 16 trận, 11 trận thua và 5 trận thắng. Thể thức thi đấu MLS. Các đội bóng tham dự MLS sẽ được chia thành bảng miền Đông 15 đội và bảng miền Tây 14 đội. Inter Miami thuộc bảng miền Đông. Ở bảng miền Đông, mỗi đội sẽ đá 14 trận lượt đi và 14 trận lượt về với các đội cùng bảng, cộng thêm 6 trận với các đội ở bảng còn lại. Ở bảng miền Tây, mỗi đội sẽ đá 13 trận lượt đi và 13 trận lượt về với các đội cùng bảng, cộng thêm 8 trận với các đội ở bảng còn lại. Thành tích của các câu lạc bộ sẽ được xếp trên bảng xếp hạng tổng gồm 29 đội. Đội đứng đầu bảng sẽ nhận danh hiệu Supporter Shield. Khác với phần lớn các giải vô địch quốc gia trên thế giới, MLS sẽ có loạt trận play-off để xác định ngôi vương. 9 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đấu loại trực tiếp để tìm nhà vô địch miền. Sau đó, hai nhà vô địch miền sẽ gặp nhau để tranh MLS Cup. Aguero biết Messi sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để đưa Inter Miami vào vòng sau mùa giải. Tôi đã nói chuyện với Messi ngày hôm qua. Tôi gửi cho cậu ấy một tin nhắn kèm theo ảnh chụp màn hình bảng xếp hạng MLS khu vực miền Đông và nói đội của cậu đang ở chót bảng. Cậu phải tiến lên vị trí thứ 8 trên 9. Messi cười lớn và nói, chúng tôi phải lọt vào vòng playoff, Aguero chia sẻ với ESPN Argentina. Inter Miami hiện kém vị trí thứ 9 của Zaglot FC 6 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Trận Messi ra mắt Inter Miami được lên kế hoạch vào ngày 21 tháng 7 tại League Cup gặp Cruz Azul, câu lạc bộ Mexico thuộc Liga MX. League Cup là giải đấu do các đội Liga MX và MLS tổ chức từ 21.7 đến 19.8. Sau khi gặp Cruz Azul, Inter Miami còn 12 trận đấu khác. Trong khi đó, Aguero tin rằng Messi sẽ đến Inter Miami vào giữa tháng 7. Bất kể khi nào Messi đến Inter Miami, sự xuất hiện của nhà vô địch World Cup từng giành 7 quả bóng vàng sẽ là thời điểm quan trọng với MLS. Tối 7 tháng 6, MLS chào đón Messi qua thông báo trên trang chính thức của mình. Chúng tôi rất vui khi Lionel Messi tuyên bố rằng anh ấy sẽ chuyển tới câu lạc bộ Inter Miami và giải MLS vào mùa hè năm nay. Dù Messi vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn tất thỏa thuận chính thức, nhưng chúng tôi mong được chào đón một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đến với giải đấu này. Tiếp theo, MLS còn đưa ra thông điệp khác trên Twitter, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại đang đến. Hàng triệu người hâm mộ MLS trên toàn thế giới chào đón anh, Leo. Hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm thông tin. Trước đó, Inter Miami xác nhận chiêu mộ thành công Messi bằng cách đăng lên tài khoản Instagram video về anh. Ở phần mở đầu, Inter Miami đưa ra các bài báo hoặc bình luận trên mạng xã hội khi nhiều người cho rằng Messi tới MLS là ý tưởng điên rồ. Sau đó, họ dẫn thêm nhiều nguồn nói Messi nhận được đề nghị lên tới 400 triệu USD, thậm chí 500 triệu USD để sang Ả Rập Saudi chơi bóng. Đến phần cuối video, Inter Miami dùng dòng chữ Messi màu hồng theo màu áo truyền thống câu lạc bộ. Video này hiện đã nhận được hơn 3,628 triệu lượt like. Tài khoản Instagram của Inter Miami tăng gấp 6,5 lần lượt theo dõi, lên hơn 6,5 triệu. Giá vé xem các trận của Inter Miami cũng tăng gấp 10 lần. Song, những con số trên vẫn chưa dừng lại. Theo ESPN, Inter Miami đang đàm phán chiêu mộ Sergio Busquets, đồng đội cũ của Messi ở Barcelona. Các cuộc đàm phán giữa hai bên đang diễn ra thuận lợi và một thỏa thuận sẽ được ký kết trong thời gian sớm. Các nguồn tin gần đây cho biết Inter Miami đang tiếp cận Tata Martino, cựu huấn luyện viên người Argentina của Barcelona, để mời ông đảm nhận vị trí huấn luyện viên sau khi sa thải Finneville. Trong 28 trận cầm quân, Finneville chỉ giúp Inter Miami thắng 10 trận. Inter Miami trải qua giai đoạn khó khăn khi thua 11 trong 16 trận ở mùa này. Quyết định bổ nhiệm Finneville vào ghế huấn luyện viên trưởng khiến David Beckham, chủ tịch Inter Miami, nhận chỉ trích. Trước đó, Finneville chỉ dẫn dắt đội tuyển nữ Anh và chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài. Trong 3 năm góp mặt tại giải MLS, Inter Miami luôn bị đánh giá là đội bóng tệ nhất giải.
nỗ lực chiêu mộ danh thủ ở châu Âu như Gonzalo Higuain hay Blaise Matuidi của ban lãnh đạo Inter Miami không phát huy hiệu quả. Cả hai không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, trong khi những vệ tinh xung quanh bộ đôi này cũng không phải những cá nhân xuất sắc. 2022 là mùa giải Inter Miami có thành tích tốt nhất khi xếp thứ 12 chung cuộc trên bảng xếp hạng tổng. Trong hai mùa trước đó, câu lạc bộ MLS này lần lượt xếp thứ 19 và 20 trong tổng số 26-27 đội tham dự. Với một giải đấu đặc thù không có đội rớt hạng như MLS, đây được xem là thành tích khó chấp nhận. Tại PSG, Messi thi đấu với Neymar và Kylian Mbappe trên hàng công. Còn ở Inter Miami, anh sẽ là đồng đội của Robert Taylor, cựu cầu thủ Lincoln City, và Barnett, hai cái tên ít người biết đến. Chắc chắn Messi phải phô diễn tài năng để giúp Inter Miami giành chiến thắng trong các trận đấu và leo lên phía trên bảng xếp hạng. Messi được kỳ vọng sẽ khỏa lấp chỗ trống trên hàng công của Inter Miami mà Gonzalo Higuain để lại sau khi cựu tiền đạo Juventus giải nghệ cuối năm 2022. Higuain đã ghi tổng cộng 29 bàn trong 67 lần ra sân ở MLS cho Inter Miami trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu. Về vụ chuyển nhượng bất ngờ này, Messi chia sẻ, tôi sẽ không trở lại Barcelona mà quyết định đến Inter Miami. Tôi đang ở thời điểm muốn bước ra khỏi ánh đèn sân khấu một chút, nghĩ nhiều hơn về gia đình mình. Tôi đã có một tháng thật khó quên với chức vô địch World Cup, nhưng đây cũng là giai đoạn khó khăn với tôi. Tôi muốn tìm lại niềm vui, tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình. Nếu vấn đề là tiền bạc, tôi đã chọn phương án đến Ả Rập Saudi hay một nơi nào khác và sẽ nhận được rất nhiều tiền. Tôi đã có 2 năm vừa qua không thực sự hạnh phúc ở mức độ cá nhân tại PSG. Năm đầu tiên thực sự khó khăn với tôi vì nhiều lý do. Trong 6 tháng đầu mùa giải thứ 2, tôi cảm thấy rất thoải mái và đã hy vọng chuyện sẽ kết thúc theo hướng khác. Dù sao PSG vẫn luôn ủng hộ tôi. Siêu sao Argentina 35 tuổi cũng tiết lộ lý do từ chối quay trở lại Barcelona. Tôi đã ủng hộ Barcelona trong suốt cả năm. Tôi là một người hâm mộ trọn đời của họ. Tôi đã nói chuyện với Xavi Hernandez rất nhiều, chúng tôi đã thảo luận và trao đổi thường xuyên. Thế nhưng, nhiều người ở Barcelona không muốn tôi trở lại. Tôi cũng nghe báo cáo về việc La Liga bật đèn xanh nhưng sự thật là vẫn còn rất nhiều điều còn thiếu để tôi có thể trở lại Barcelona. Tôi không muốn chịu trách nhiệm về việc họ phải bán cầu thủ hay giảm lương. Tôi quá mệt mỏi vì vấn đề này. Tôi thực sự muốn trở lại Barcelona và đã mơ về điều đó. Song sau chuyện xảy ra 2 năm trước, tôi không muốn lại rơi vào hoàn cảnh tương tự, tương lai của mình phụ thuộc vào người khác. Tôi muốn đưa ra quyết định của riêng mình và đó là lý do tại sao việc tôi trở lại Barcelona đã không xảy ra. Dù tôi rất muốn nhưng điều đó là không thể. Thế nhưng một ngày nào đó, tôi muốn được gần câu lạc bộ Barcelona, sẽ sống ở thành phố Barcelona. Đó là một trong những điều mà gia đình tôi chắc chắn. Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể đóng góp một cái gì đó cho đội bóng mà tôi yêu quý. Tôi muốn có một buổi chia tay đáng nhớ như Sergio Busquets, Gerard Pique, Andres Iniesta hay Xavi từng nhận được ở Barcelona vì tôi xứng đáng với điều đó. Tôi từng bị coi như nhân vật phản diện trong phim và không thể nói lời tạm biệt với người hâm mộ. Messi nhắc lại kỷ niệm buồn khi anh rời Barcelona mùa hè 2021. Apple và Adidas chi tiền để đưa Messi đến MLS. Tại Inter Miami, Messi sẽ nhận lương khoảng 50 triệu euro, mùa xong có nhiều khoản thu nhập bổ sung khác. Messi tới MLS thi đấu có sự can thiệp sâu của ban điều hành dài cùng hai nhà tài trợ lớn, Adidas và Apple. MLS và Apple đã thảo luận về việc trả cho Messi một phần doanh thu từ những người đăng ký dịch vụ MLS Season Pass, gói thuê bao phát trực tuyến của giải đấu trên Apple thành viên cộng. Tờ The Athletic trích dẫn các nguồn tin nắm rõ tình hình thương vụ. Điều kiện này được đặt lên bàn đàm phán và trở thành yếu tố then chốt đưa đến quyết định chọn bến đỗ mới của Messi. Apple và MLS đều coi việc Messi chơi bóng tại Mỹ sẽ mang đến lợi ích lớn cho giải đấu. Hai bên đã ký thỏa thuận 10 năm, trị giá 2,5 tỷ USD vào đầu năm nay. Hôm mùng 6 tháng 6, Apple công bố bộ phim tài liệu gồm 4 phần, ghi lại 5 lần tham dự World Cup của Messi sẽ được phát sóng trên Athletic cộng. Trong mùa giải đầu tiên sau hợp đồng với Apple tư vấn cộng, giá thuê bao của MLS Season Pass là 14,99 đô mỗi tháng hoặc 99 USD mỗi mùa. Mức giá giảm xuống còn 12,99 đô mỗi tháng hoặc 79 USD mỗi mùa với người dùng đã đăng ký Apple tư vấn cộng. Để so sánh, giá thuê bao dịch vụ Netflix cơ bản tại Mỹ là 9,99 đô mỗi tháng. Dịch vụ truyền hình trực tuyến của Apple ngày càng tham gia sâu vào lĩnh vực thể thao. Đầu năm 2023, Apple tiếp viên cộng gây tiếng vang bằng bộ phim tài liệu Real Madrid, Until the End.
Dấu ấn mới nhất là thương vụ đưa Messi tới MLS thi đấu. Theo tờ The Guardian, Messi sẽ nhận 1% số tiền từ việc người dùng đăng ký mới gói MLS Season Pass. Song song đó, Adidas, nhà tài trợ của Messi từ khi anh còn rất trẻ, cũng đề nghị chia sẻ một phần lợi nhuận thu được từ tăng trưởng doanh thu sau khi Messi đến MLS. Adidas cũng là nhà tài trợ rất quan trọng của MLS. Trang phục thi đấu của tất cả 29 đội trong giải đều do Adidas sản xuất. Theo vài nguồn tin, 1% từ doanh số bán áo đấu Adidas cũng nằm trong gói thương mại chưa từng có mà MLS dành cho Messi. Khuôn mặt Messi đã xuất hiện trong các bảng quảng cáo trên khắp thế giới, nhưng giờ đây nó sẽ được sử dụng để bán gói đăng ký xem MLS. Bản thân Messi dường như đang dựa vào sự nổi tiếng của chính mình để biến thời gian ở MLS trở nên sinh lợi nhất có thể. Theo ESPN, thỏa thuận giữa Messi và Inter Miami có thêm điều khoản giúp anh trở thành cổ đông của câu lạc bộ, nghĩa là cùng vai vế với David Beckham, đồng sở hữu Inter Miami.